Tuần qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức đoàn chấm thi doanh trại chính quy xanh sạch đẹp tại Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe đại diện Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua, xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh sạch đẹp và công tác chuẩn bị cho hội thi, Ban giám khảo đã tổ chức chấm điểm bằng ảnh video clip phản ánh kết quả thực hiện phong trào xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh sạch đẹp, kiểm tra hệ thống hồ sơ văn bản, tài liệu và tham quan doanh trại để chấm điểm trực tiếp. Mặc dù còn nhiều khó khăn, cùng với sự quan tâm ủng hộ của trên, Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường, thị trấn đã phát huy nội lực, huy động hàng ngàn ngày công, đầu tư kinh phí củng cố doanh trại, mua sắm vật chất, trang thiết bị, tạo cảnh quan môi trường chính quy xanh sạch đẹp. Phong trào thi đua xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh sạch đẹp đã giúp thay đổi diện mạo của đơn vị. Đời sống vật chất tinh thần của cán bộ chiến sĩ không ngừng được nâng lên, góp phần đẩy mạnh xây dựng đơn vị chính quy xanh sạch đẹp, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.